tẩy não, kinh dị, tự làm tổn thương mình, tự sát là những gì mà nhiều bậc phụ huynh những ngày gần đây nói về nhân vật Momo. Momo là nhân vật có khuôn mặt kinh dị, mắt to và nụ cười hiểm ác, nhưng lại khiến trẻ tò mò. Sau khi dụ dỗ được trẻ, thì Momo sẽ đưa ra hàng loạt thử thách để trẻ làm theo. Đáng nói, thử thách cuối cùng trẻ phải tự sát để chứng tỏ mình. Hiện nay, các thử thách mà Momo đặt ra lại đang được cài cắm trong những chương trình dành cho trẻ em như YouTube Kids, Fortnite, Peppa Pig. Bản thân cái lứa tuổi nhỏ thì bao giờ nó cũng có cái đặc biệt, tức là cái gì thấy nó mới, lạ thì bắt đầu là nó bập, nó dễ hùa theo. Trong cái mới lạ thì cái xấu là về mặt tâm lý là nó dễ tiếp thu nhanh hơn, nó dễ bập vào nhiều hơn là cái tốt. Con nhỏ trong cái độ tuổi đấy, đó là thấu hiểu được thực sự ở trong những cái gì mà các con nó cần trong độ tuổi đó, thì đó là một cái cách mà có thể dẫn dụ được các con khá là dễ. Theo Trung tá Đào Trung Hiếu, chuyên gia nghiên cứu phân tích tâm lý tội phạm, thì Momo tác động trực tiếp vào nhận thức và hành vi của trẻ, sau đó dần dần tẩy não và kích thích cái tôi của trẻ. Qua một quá trình mà trẻ bị tẩy não, bị nhồi sọ, bị tẩy não, thì trẻ có thể bị rối loạn về hành vi và rối loạn về nhân cách. Đây là điều hết sức nguy hiểm. Cũng có thể là trẻ sẽ không gây hại cho mình đâu, nhưng dưới tác động của những cái điều mà hướng dẫn, những cái bài tập thử thách đó, thì trẻ lại mang những cái thử thách nguy hiểm đấy ra cuộc sống với người khác, với người thân của mình. Cũng theo Trung tá Đào Trung Hiếu, thì không chỉ có Momo mà hiện nay nhiều sản phẩm trên mạng xã hội chứa nội dung bạo lực, khi trẻ tiếp cận dễ sinh ra tâm lý tiêu cực. Đây cũng là một phần mầm mống của tội phạm sau này. Chẳng như phim kinh dị, những phim bạo lực, máu me, chết chóc, nó làm cho cái sự non nớt, cái sự trong sáng của đứa trẻ bị mất dần đi khi tiếp cận với cái ác, tiếp cận với những cái bạo lực, tiếp cận một cái gì đó man dợ, thì cái phần thiện, cái tính nhân văn, nhân chi sơ tính bản thiện, cái tính nhân văn nó mất đi, nó mất dần đi. Nhiều bậc cha mẹ hiện nay thường có thói quen đưa smartphone cho con trẻ để trẻ ngồi yên trong vài phút. Tuy nhiên, nếu không được giám sát, trẻ có thể xem nhầm các nội dung không phù hợp. Thử thách Momo có thể là một cá voi xanh thứ hai, mà nếu phụ huynh không có sự giám sát chặt chẽ, thì rất dễ dàng mất con trong chính căn nhà của mình.